Kính chào quý vị, chúc một ngày tốt lành. Tại sao muối ăn lại không tốt cho cơ thể? Thật đáng tiếc khi phải nói rằng giá trị dinh dưỡng trong rau củ của Nhật Bản đang có xu hướng giảm đi qua mỗi năm. Ví dụ, lượng vitamin C trong 100g rau chân vịt vào năm 1950 là 150mg, nhưng đến 50 năm sau, năm 2000 thì con số này chỉ còn là 35mg. Tương tự như vậy, hàm lượng sắt trong rau cũng giảm mạnh từ 13mg xuống còn 2mg. Mặc dù rau củ của Mỹ có giá trị dinh dưỡng vượt xa so với rau củ của Nhật, nhưng xét đến vấn đề sau thu hoạch, việc xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật sau thu hoạch, trong quá trình nhập khẩu thì tôi không khuyến khích bạn sử dụng loại rau nhập khẩu này. Như vậy, dù ta có ăn rau mỗi ngày thì với tình trạng giảm giá trị dinh dưỡng trong rau như hiện nay, chúng ta vẫn sẽ hấp thu thiếu vitamin, khoáng chất, enzyme hay phytochemical. Chính vì vậy, con người hiện đại ngày nay cần phải trang bị cho mình những kiến thức về bữa ăn đúng đắn và biết cách bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày. Trong phương pháp trị liệu enzyme mà tôi đề xướng, tất nhiên là có phần phải hấp thu đầy đủ rau củ. Bên cạnh đó, tôi còn hướng dẫn bệnh nhân ăn các loại hoa quả tốt theo mùa để bổ sung vitamin, enzyme dễ bị thiếu hụt cho cơ thể. Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích mọi người dùng muối tốt và nước tốt để bổ sung các khoáng chất dễ bị thiếu trong cơ thể. Hiện nay cũng có những người vừa nghe đến từ muối là nghĩ ngay đến việc tôi bị huyết áp cao nên không ăn được muối. Trong những kiến thức thông thường về sức khỏe, muối thường được cho là kẻ thù lớn với sức khỏe của con người. Mặc dù muối là thành phần quan trọng không thể thiếu đối với con người, nhưng nếu hấp thu quá nhiều sẽ trở thành một thực phẩm nguy hiểm do nó dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Tuy nhiên, từ các số liệu lâm sàng có được, tôi đã làm rõ được rằng loại muối dẫn đến bệnh cao huyết áp này thực ra là muối tinh chế hay còn gọi là muối ăn. Còn với muối có tính khử được sản xuất từ muối biển tự nhiên được rang ở nhiệt độ cao lại không làm cho huyết áp tăng cao như với muối tinh chế. Trong loại muối biển tự nhiên được sản xuất bằng cách cho bay hơi nước biển có chứa cân bằng các khoáng chất của biển như natri clorua, magie, canxi, iot, vân vân. Trong khi đó, muối tinh chế hay còn được biết cái tên muối ăn được dưới cái tên muối ăn được sản xuất bằng chiết xuất lấy natri clorua, NaCl, trong nước biển. Do đó 99% thành phần loại muối này chỉ đơn thuần là muối natri clorua. Cho đến 10 năm trước, muối ở Nhật Bản vẫn được bán độc quyền. Muối bắt đầu trở thành hàng bán độc quyền ở Nhật từ năm 1905, và thời đó loại muối được bán vẫn rất gần với muối biển tự nhiên và chỉ có 20% số muối trên thị trường có lượng natri clorua chiếm hơn 80% thành phần. Tuy nhiên, sau nhiều lần cải cách kỹ thuật tiên tiến, người ta đã cho ra được loại muối natri clorua có độ tinh khiết cao. Và kết quả là đến năm 1947, 50% số muối trên thị trường là muối có hàm lượng natri clorua chiếm hơn 90%. Trong thực tế, cũng chính từ lúc này, người Nhật bắt đầu gặp rắc rối với vấn đề cao huyết áp trầm trọng. Lý do lớn nhất khiến muối tinh chế có hại cho cơ thể là muối này đã bị cắt bỏ toàn bộ các thành phần khoáng chất vi lượng ngoài muối natri clorua. Có lẽ sẽ có người cho rằng những thành phần nhỏ chút xíu như thế thì làm gì có tác dụng gì. Tự nhiên rất hoàn hảo. Các thành phần tồn tại trong trạng thái tự nhiên chính vì chúng có một vai trò trọng nào đó. Có lẽ những ai đã từng muối đồ chua sẽ biết điều này. Bình thường khi muối rau dưa, người ta sẽ dùng đến muối thô, bởi dùng muối ăn không thể nào cho ra món dưa muối ngon được. Vậy tại sao dùng muối ăn lại không được? Đó là vì trong muối ăn có cho thêm một hợp chất của muối magie carbonate để các hạt muối ăn không bị bết dính vào nhau, nên loại muối này không giúp cho các axit lactic hoạt động tốt. Loại muối không giúp cho axit lactic, một loại vi khuẩn có lợi cho cơ thể con người, sống tốt thì cũng không tốt với cơ thể chúng ta. Chính vì vậy, với những ai vẫn còn để muối ăn trong bếp nhà mình, tôi khuyên bạn nên vứt chúng luôn và sử dụng loại muối biển tự nhiên giàu các khoáng chất tự nhiên. Với những ai thích hạt muối tinh mịn thì có thể sử dụng loại muối rang có tính khử cao như muối rang của Hàn Quốc hay muối của Okinawa, vân vân. Không phải tất cả các loại muối rang đều tốt cho cơ thể, nhưng loại muối được rang cẩn thận từ muối biển tự nhiên với nhiệt độ cao thực sự rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, khi để muối biển tự nhiên ngoài không khí trong một thời gian dài, các thành phần trong muối sẽ bị oxy hóa và sinh ra các chất độc hại như axit chloric, axit sulfuric, nên chúng ta cần chọn loại muối mới làm, bảo quản trong bao kín và cố gắng sử dụng hết trong thời gian ngắn. Tương tự như với muối, nếu uống loại nước tốt, tự nhiên cũng sẽ giúp bạn hấp thu được các thành phần khoáng chất trong nước. Có người cho rằng nước tốt, nước sạch là loại nước không chứa các tạp chất, tuy nhiên đây lại là một quan niệm sai lầm. Trong tự nhiên không có nước thuần chất. Nhật Bản là đất nước giàu tài nguyên nước, ở khắp nơi trên đất nước này đều có các nguồn nước rất nổi tiếng và trong các nguồn nước tự nhiên ấy chắc chắn có chứa các khoáng chất. Chính vì vậy, uống các loại nước tự nhiên này sẽ giúp cơ thể bổ sung thêm các khoáng chất tự nhiên trong đó. Nói như vậy, mặc dù có người nhầm lẫn rằng nước máy không có chứa các thành phần khoáng chất, nhưng nguyên liệu để làm nên nước máy cũng là lấy từ nước tự nhiên, nên
Mặc dù tùy theo điều kiện địa chất các khu vực khác nhau nhưng trong đó chắc chắn vẫn có chứa khoáng chất. Tuy nhiên, trong nước máy có một vấn đề là vẫn còn tồn dư các loại thuốc được sử dụng trong quá trình lọc nước như clo, chihalometan, vân vân. Nếu bạn sử dụng các loại máy lọc nước để lọc bỏ hết các loại thuốc tiêu độc có trong nước máy thì nước máy cũng sẽ trở thành nước khoáng. Hãy chia sẻ video đến nhiều người cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bổ ích tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị.